Bác Long Sản Long An xin kính chào tất cả quý vị khán giả. Hôm nay bác Long Sản giới thiệu một nền đất thổ cư sổ hồng riêng, tọa lạc tại Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc của Tân Kim đây ha quý vị. Đây hướng đi thẳng là hướng vào đất của mình, còn hướng ngược lại của mình là ga ngã ba Tân Kim ha quý vị. Đó, ga ngã ba Tân Kim là mình đi cầu Ông Thình ha. Đây hướng này là ga ngã ba Tân Kim 3 km. Đây, từ đây ra ngã ba Tân Kim là 3 km ha. Rồi, bây giờ mình dẫn quý vị vào xem đất của mình ha quý vị. Xung quanh là nhà cửa đông ha. Con đường này là con đường mặt tiền đường nhựa lớn ha. Rồi mình tới cái ngã ba này nè. Ngã ba này là đường vô đất mình ha. Ngã ba này là đường xe tải ha quý vị. Đường này là đường xe tải ha. Cái này là đường này là đường trọng tải tới 2,5 tấn ha quý vị. Cái con đường này là con đường bê tông ha. Đường này là ngang tới 5m ha quý vị. Đó, đường bê tông là lộ giới tới 5m ha. Đây ở phía trước của mình là đang chuẩn bị là xây 5 căn nhà lầu ha. Là miếng đất mình nằm ngay ở đó luôn ha quý vị. Đất mình đây. Đó. Đất của mình là đất thổ cư ha, sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi cái con đường bê tông luôn ha quý vị. Là diện tích là ngang 4, dài 21 mét mấy ha, 21,5 mét ha. Đất của mình tọa lạc tại Kim Điền ha, thị trấn Cần Giuộc, Tân Kim ha. Đất ở tại đô thị ha. Hiện tại là khu vực này đang xây là 5 căn. Là miếng đất của mình là cũng nằm tại ở vị trí này luôn. Đất của mình là có cắm cọc hay quý vị. Đây, miếng đất của mình nè. Đây, từ cái cọc này ha, qua bên kia ngang 4m, chạy dài ra phía sau 21,5 mét ha, là bằng dưới cái căn nhà này đang xây luôn hay quý vị. Hiện tại cái khu vực này đang chuẩn bị xây 10 căn ha. Đất ở tại đô thị ha. Sổ hồng riêng, sổ thể hiện lối đi. Ngang 4, dài 21,5 mét.
Kim Điền, thị trấn Cần Giuộc, Tân Kiên. Đất của mình là nằm sát ranh căn nhà luôn ha quý vị. Giá bán là 1 tỷ 180 triệu, thương lượng nhẹ, bao giấy tờ thế công chứng ha quý vị. Mình xin nhắc lại, diện tích đất là ngang 4 dài 21,5 m, đất ở tại đô thị thị trấn Cần Giuộc của Tân Kim, từ ngã ba Tân Kim vào tới đây 3 km, sổ thể hiện lối đi, xung quanh là nhiều tiện ích ha. Hiện tại đang chuẩn bị xây 10 căn ấy quý vị đó. Quý khách nào có nhu cầu đầu tư hay là xây nhà ở, nhà bán khu vực này thì xin liên hệ với mình. Cảm ơn, kết thúc video tại đây ha. Cảm ơn tất cả quý vị và khán giả đã luôn ủng hộ và xem kênh. Xin chào và hẹn gặp lại.